Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua ngày 1 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo về các biện pháp và giải pháp tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị có các thành viên thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và các chuyên gia y tế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh nhấn mạnh, hiện nay tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản vẫn được kiểm soát. Các ca bệnh xâm nhập đều được giám sát, phát hiện sớm, xử lý triệt để ngay từ đầu, nên đã hạn chế tối đa số trường hợp F1, F2, không để lây lan diện rộng. Tuy nhiên, hiện nay đang có nhiều công nhân, người lao động quê Thanh Hóa từ các vùng dịch, tỉnh có dịch quay trở về quê, nhất là khi tâm dịch COVID-19 đang chuyển vào phía Nam, nơi có rất đông công nhân, người lao động là người Thanh Hóa sinh sống và làm việc. Bên cạnh đó, dịch COVID-19 tại các tỉnh giáp Thanh Hóa là Nghệ An, Hà Tĩnh đang diễn biến hết sức phức tạp. Nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập vào Thanh Hóa đang ngày càng lớn. Điều này đòi hỏi chúng ta phải nhận định rõ các nguy cơ, từ đó xác định được các giải pháp, biện pháp trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên thực hiện để phòng chống dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh, chúng ta phải tiếp tục kiên trì thực hiện mục tiêu kép, trong đó ưu tiên phòng chống dịch để khôi phục phát triển kinh tế, bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, bảo vệ thành quả phòng chống dịch COVID-19 mà Thanh Hóa đã đạt được trong thời gian qua. Các cấp, các ngành, các địa phương phải quán triệt phương châm, nâng cao cảnh giác, không chủ quan, không bị động, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, xác định đầy đủ, chính xác, đúng các nguy cơ dịch bệnh có thể xảy ra ở từng địa bàn, từng cơ quan, đơn vị, từng người dân, kiểm soát thật tốt, quản lý, giám sát chặt chẽ người Thanh Hóa đến, trở về từ các tỉnh thành khác, nhất là các vùng có dịch. Khi xuất hiện ca nhiễm, phải thần tốc khoanh vùng, truy vết, cách ly phù hợp, hiệu quả, tiếp tục đẩy mạnh việc xét nghiệm sàng lọc tầm soát nguy cơ dịch tại các khu vực trọng điểm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục khuyến cáo người dân không đi đến các tỉnh thành, vùng có dịch, địa điểm có dịch tễ. Trường hợp đi đến vùng có dịch, khi trở về phải tuân thủ nghiêm túc quy định cách ly. Đối với cán bộ, công chức, viên chức khi đi ra ngoài tỉnh, phải có sự đồng ý của thủ trưởng cơ quan đơn vị. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải hành khách. Sở Giao thông Vận tải nghiên cứu tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh đề xuất bộ ngành có liên quan xin dừng các chuyến bay thương mại đến Thanh Hóa, trừ trường hợp do chính phủ và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh cho phép. Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu và tổ chức thực hiện thật tốt các biện pháp phòng chống dịch trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường xử lý vi phạm quy định phòng chống dịch, đặc biệt là việc không đeo khẩu trang nơi công cộng, khai báo y tế không trung thực, nhập cảnh trái phép. Tiếp tục huy động nguồn lực, nhất là nguồn xã hội hóa, để tiếp cận nguồn vaccine phòng chống COVID-19 cho người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng lưu ý các ngành chức năng và các địa phương đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cho cán bộ làm công tác tại các chốt kiểm dịch, đồng thời cho ý kiến chỉ đạo hướng giải quyết đối với các kiến nghị của các ngành, các địa phương về công tác phòng chống dịch COVID-19. Hôm qua, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh đã kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng tham gia kiểm tra với đoàn. Hiện nay, Thanh Hóa có trên 647.000 ha rừng, trong đó diện tích rừng có nguy cơ cháy cao trên 46.000 ha, đặc biệt có hơn 10.000 ha rừng trồng thông phân bố ở các huyện Trung Du và ven biển, nguy cơ cháy rừng rất cao. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy rừng, ngay từ đầu năm cùng với ban hành kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, Thanh Hóa đã đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát, bổ sung phương án phòng cháy chữa cháy rừng và bản đồ tác chiến chữa cháy rừng của các huyện, thị xã, thành phố, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng các đường băng cản lửa khu vực nguy cơ cao, lắp đặt camera quan sát lửa rừng, duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng từ tỉnh đến huyện, xã và chủ rừng nhà nước, bố trí các điểm canh gác lửa rừng, đồng thời chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng từ tỉnh đến huyện, xã, chủ rừng nhà nước, kiểm tra đôn đốc thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy rừng ở cơ sở khi dự báo cháy rừng từ cấp 3 trở đi. Qua kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh đánh giá cao kết quả việc chủ động phòng chống cháy rừng của Thanh Hóa. Điều này được khẳng định trên thực tế là trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn Thanh Hóa không để xảy ra cháy rừng.
Thứ trưởng lưu ý, trong thời gian tới, tình hình thời tiết nắng nóng còn diễn biến phức tạp, nguy cơ cháy rừng là rất cao. Do vậy, địa phương và cơ quan chức năng cần thường xuyên kiểm tra, giám sát, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống cháy rừng trên địa bàn. Thanh Hóa đã xây dựng rất nhiều kịch bản và đưa ra các cái giải pháp và lấy quan điểm và phòng cháy là chính. Và đến thời điểm này chúng tôi đánh giá rất là cao. Thì tôi đề nghị là thời gian tới Thanh Hóa tiếp tục coi đây là cái nhiệm vụ trọng tâm lúc này, bố trí đủ lực lượng, bố trí đủ các cái phương tiện, đặc biệt là kinh phí để cho lực lượng kiểm lâm và những các cái lực lượng khác làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra giám sát và trong cái công tác trách nhiệm kiểm soát phòng cháy rừng trong thời gian tới. Từ ngày 1 tháng 7, tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt ra quân thực hiện tổng điều tra đối với các cơ sở kinh doanh cá thể và đơn vị tín ngưỡng tôn giáo. Cuộc tổng điều tra đối với hộ kinh doanh cá thể và đơn vị tín ngưỡng tôn giáo diễn ra từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2021. Trong đợt này, Thanh Hóa huy động 1.115 điều tra viên thực hiện điều tra hơn 180.000 hộ kinh doanh cá thể, gần 1.000 đơn vị tín ngưỡng tôn giáo. Công tác điều tra được ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn thu thập, xử lý thông tin, đồng bộ dữ liệu trên trang thông tin điện tử, giúp các đơn vị có thể dễ dàng kiểm tra tiến độ, chất lượng điều tra. Do làm tốt công tác chuẩn bị, nên trong ngày đầu thực hiện, các hoạt động điều tra thu thập thông tin trên địa bàn tỉnh được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi. Ban chỉ đạo huyện có đặt ra mục tiêu là sẽ hoàn thành điều tra xong trước 20 tháng 7 năm 2021 để đẩy nhanh được tiến độ và độ chính xác cao. Một, đó là phân công các thành viên trực tiếp bám các điểm để chỉ đạo thực hiện. Cái thứ hai là tăng thời lượng điều tra của các điều tra viên. Và cái thứ ba là tổ chức công tác thông tin tuyên truyền tới toàn thể cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn. Cuộc điều tra cơ sở kinh doanh cá thể và đơn vị tín ngưỡng tôn giáo nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô, lao động, kết quả sản xuất kinh doanh của các cơ sở đơn vị. Thông qua cuộc điều tra sẽ cung cấp các dữ liệu quan trọng để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước và địa phương. Do đó, Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh yêu cầu các địa phương đơn vị tập trung tuyên truyền, thực hiện tổng điều tra, đảm bảo tiến độ chất lượng theo đúng kế hoạch đề ra. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 786 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, năm 2019, tỉnh Thanh Hóa đã sắp xếp 143 xã phường thị trấn thành 67 xã phường thị trấn, giảm 76 đơn vị, là địa phương có số lượng đơn vị hành chính cấp xã giảm nhiều nhất cả nước. Đến nay, một năm rưỡi sau khi sắp nhập, cấp ủy chính quyền và người dân ở các địa phương này đều cho rằng việc sắp nhập là hoàn toàn phù hợp, thuận lợi cho thực hiện các nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thọ Xuân là huyện có số đơn vị hành chính cấp xã thị trấn phải sắp xếp, sắp nhập nhiều nhất tỉnh. Toàn huyện tiến hành sắp xếp 20 đơn vị thành 9 đơn vị, giảm 11 đơn vị. Để thực hiện được nhiệm vụ này, huyện Thọ Xuân cũng gặp phải không ít khó khăn, đặc biệt là trong việc giải quyết cán bộ dôi dư. Song qua sắp xếp, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính cấp xã đã nâng lên rõ rệt. Cái mô hình mới này thì bước đầu thì thấy vất vả, nhưng mà sau khi mà đi vào hoạt động rồi thì chúng tôi thấy là hiệu quả rất cao. Công việc là bố trí một cách là nói chuyên chu, nó vận hành một cách hiệu quả nhất. Vai trò của cán bộ đã, và nhận thức của cán bộ đã được nâng lên rất cao. Chất lượng công việc là nó được đổi mới một cách rõ rệt. Rồi sức phấn đấu của đội ngũ cán bộ cũng đã được nâng lên, không còn một cái sức y này. Rồi đổi mới về cái cải cách thủ tục hành chính đã được quan tâm, là đơn thư khiếu nại tố cáo đã được đẩy lùi và giảm dần. Số lượng đại biểu trước đây đối với ba xã là nó khoảng trên 70 vị đại biểu, thì bây giờ sắp nhập lại đơn vị xã chúng tôi xã loại 1 và trên 10.000 dân thì chúng tôi được 27 đại biểu. Thành phần cơ cấu đại biểu về cái khu dân cư là cũng có những cái khó khăn nhất định, nhưng được sự tập trung hiệu quả rất cao. Hoạt động rồi thì chúng tôi thấy là bố trí một cách là nói chuyên chu, nó vận hành một cách hiệu quả nhất. Vai trò của công việc là vốn của cán bộ đã được nâng lên, rất cán bộ đã và nhận thức cao. Chất lượng công việc là nó được một cách giỏi giang, được đổi mới. Thì sức phấn đấu của đội ngũ cán bộ cũng đã được nâng lên, không còn một cái sức y này. Rồi cách thủ tục hành chính đã được đổi mới về cái cải cách quan tâm, là đơn thư khiếu nại tố cáo là được đẩy lùi và giảm dần. Trước đây đối với ba xã, số lượng đại biểu là nó khoảng trên 70
vịnh lại đơn vị xã chúng tôi sẽ bị đại biểu thì bây giờ sắp nhập 1.000 dân thì chúng tôi được 20 phần cơ cấu đại biểu, 7 đại biểu thành phần là cũng có những về cái khu dân cư cái khó khăn nhất định nhưng được sự tập trung hiệu quả rất cao. Loại 1 và trên 10.000. Chỉ một cách là nói chuyện hoạt động rồi thì chúng tôi thấy là nó vận hành một cách hiệu quả. Vai trò của nhất của cán bộ đã được nâng lên rất công việc là bốn cao. Cán bộ đã và nhận thức một cách giỏi rè. Chất lượng công việc là nó thì sức phấn đấu của đội ngũ cán bộ đã được nâng lên còn một cái sức y này. Không cách thủ tục hành chính rồi đổi mới về cái cải lại tố cáo là được đẩy lùi quan tâm là đơn thư khiếu lùi về giảm dần. Trước đây đối với ba xã số lượng đại biểu chục vị là nó khoảng trên 7 đại biểu thì bây giờ sắp nhập 1.000 dân thì chúng tôi được 20 phần cơ cấu đại biểu lại đơn vị xã chúng tôi sẽ là cũng có những 7 đại biểu thành phần cái khó khăn nhất định hiệu quả lên rất cao nhưng được sự tập trung loại 1 và trên 10.000 chỉ một cách là nói chuyện chủ về cái khu dân cư vai trò của nó vận hành một cách hiệu quả hoạt động rồi thì chúng tôi thấy là của cán bộ đã được nâng lên rất nhất. Công việc là cán bộ đã và nhận thức một cách giỏi rè cao thì sức phấn đấu của đội ngũ cán bộ cũng đã được nâng lên còn một cái sức y này không chất lượng công việc là nó được đổi mới về cái cải lại tố cáo là được đẩy lùi được quan tâm là đơn thư khiếu lùi về giảm dần. Trước đây đối với ba xã số lượng đại biểu cách thủ tục hành chính đó là nó khoảng trên 7 đại biểu thì bây giờ sắp nhập chục vị 1.000 dân thì chúng tôi được 20. Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt mức tăng trưởng 15,5% so với cùng kỳ năm trước. Các đơn vị kinh doanh dịch vụ thương mại tại Thanh Hóa đã chủ động phòng dịch gắn với đẩy mạnh các chương trình kích cầu tiêu dùng nhằm thúc đẩy tăng trưởng dịch vụ thương mại. Khách hàng phải đeo khẩu trang, sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt trước khi vào mua sắm là yêu cầu bắt buộc khi vào siêu thị. Đơn vị này cũng chủ động đảm bảo nguồn cung hàng hóa, đa dạng các chương trình khuyến mãi. Nhờ vậy, 6 tháng đầu năm 2021, doanh số kinh doanh của siêu thị vẫn tăng trưởng 10% so với cùng kỳ năm trước. Siêu thị cũng đã chủ động hơn cho các cái hình thức bán hàng, ví dụ như là phát triển thêm cái kênh online để thuận tiện hơn cho khách hàng. Và một cái chỉ số đang khá là ấn tượng với kênh online đó tăng trưởng khá là tốt. Cái đấy cũng là một cái hướng đi để mà siêu thị tập trung và phát triển hơn, bởi vì đấy là một cái xu thế chung trong cái việc mua sắm của cái mùa dịch. Thị trường thì chúng tôi thấy hàng họ vẫn cung cấp đầy đủ, giá cả thì rất chi là hợp lý, đặc biệt là các đơn vị rất chi là chấp hành phòng dịch nên là chúng tôi rất chi là yên tâm khi đến với cửa hàng và siêu thị. Theo Sở Công Thương Thanh Hóa, 6 tháng đầu năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tại Thanh Hóa ước đạt trên 61.000 tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước. Không chỉ tăng trưởng ở những mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm mà các nhóm hàng khác như may mặc, đồ dùng gia đình, gỗ, vật liệu xây dựng, ô tô, vận tải đều đạt mức tăng trưởng trên 10% so với cùng kỳ. Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy hoạt động tiêu dùng, giao thương buôn bán hàng hóa trong tỉnh vẫn ổn định và có bước phát triển dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các đơn vị kinh doanh dịch vụ thương mại đều tập trung thực hiện nghiêm các quy định về phòng dịch để hoạt động kinh doanh diễn ra thông suốt, an toàn. Siêu thị cũng mở thêm kênh bán online. Còn về hàng hóa thì siêu thị cũng cam kết là không tăng giá. Hiện tại 6 tháng đầu năm thì siêu thị cũng tăng khoảng 10 đến 15% về doanh số. Người dân bây giờ tin tưởng hơn về sản phẩm của siêu thị. Công ty chúng tôi cũng cố gắng coi như là đa dạng các mặt hàng, cũng có phần giảm giá để cho đáp ứng với cái nhu cầu của dân. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đa dạng các kênh bán hàng, cố gắng là đảm bảo cái mức thu nhập doanh nghiệp. Năm 2021, Thanh Hóa phấn đấu tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 125.000 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ. Ngành Công Thương Thanh Hóa cũng tăng cường công tác kiểm tra phòng chống dịch COVID-19. Việc truy xuất nguồn gốc xuất xứ hàng hóa và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ, các đơn vị kinh doanh dịch vụ thương mại nhằm đảm bảo ổn định thị trường trên địa bàn tỉnh. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng với sự năng động và sáng tạo nên nhiều chủ thể ô cốp của Thanh Hóa vẫn duy trì được các đơn hàng ổn định. Đặc biệt, trong số 100 sản phẩm đã được công nhận ô cốp từ 3 sao đến 5 sao, có tới 9 sản phẩm được xuất khẩu sang các thị trường khó tính tại Mỹ, các nước châu Âu và châu Á, mở ra một hướng đi mới cho các chủ thể sản xuất các sản phẩm ô cốp. Thanh Hóa đã có 9 sản phẩm ô cốp được xuất khẩu, gồm mắm tôm, mắm tép Lê Gia.
ống hút tre, đồ thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm từ cói Nga Sơn, các sản phẩm đá mỹ nghệ, sản phẩm thủ công từ bèo, bẹ ngô Vĩnh Lộc, thảo dược huyện Quảng Xương đã được xuất khẩu sang 30 nước và vùng lãnh thổ. 6 tháng đầu năm 2021, giá trị xuất khẩu các sản phẩm ô cốp của Thanh Hóa đạt hơn 7 triệu đô la Mỹ, tăng 2 triệu đô la Mỹ so với năm 2020. Từ nay đến hết năm, nhiều công ty đã phải nâng công suất để đáp ứng các đơn hàng của đối tác. Thế mạnh của các sản phẩm ô cốp là sử dụng chất liệu tự nhiên, gần gũi với thiên nhiên, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng thân thiện với môi trường của khá nhiều người tiêu dùng trên thế giới. Khi có chứng nhận ô cốp rồi thì cái con đường nó cũng sẽ đỡ gập ghềnh hơn. Các siêu thị, các hệ thống phân phối cũng được ưu tiên cho những cái sản phẩm ô cốp. Cái chứng nhận ô cốp cũng là một cái giấy thông hành đáng kể cho những cái sản phẩm ô cốp khi xúc tiến các sản phẩm thương mại hay là vào các hệ thống kênh phân phối hiện đại. Mắm Lê Gia của chúng tôi đã xuất khẩu những sản phẩm nước mắm và mắm tôm đến những thị trường khó tính như là Đài Loan, như là Nhật Bản, như là Hàn Quốc, Nam Phi, Séc và một số cái thị trường có người Việt, Myanmar. Trong điều kiện dịch bệnh thì huyện đang hướng đến các chủ thể là sẽ thông qua thương mại điện tử để tăng cái giao dịch buôn bán sản phẩm, và để phát triển sản phẩm ô cốp trong giai đoạn từ nay đến năm 2025 thì huyện Hoàng Hóa thì tới đây sẽ ban hành một số cái cơ chế để hỗ trợ giúp cho các cái chủ thể có điều kiện tốt hơn, đặc biệt là về thông tin, về các cái hỗ trợ về máy móc phương tiện, về hỗ trợ về đạt các cái chất lượng đạt chuẩn để cho sản phẩm của huyện vươn ra ở tầm ở tỉnh rồi kể cả thương mại quốc tế. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất khẩu của các doanh nghiệp, thì việc các đơn vị doanh nghiệp ô cốp Thanh Hóa vẫn duy trì được đơn hàng cho thấy tín hiệu rất khả quan trong phát triển các sản phẩm ô cốp. Việc xuất khẩu sản phẩm ô cốp không chỉ góp phần phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân mà còn là cơ hội để các địa phương giới thiệu, quảng bá những nét văn hóa truyền thống của địa phương và Thanh Hóa đến với bạn bè trong và ngoài nước. Nhu cầu sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử như chuyển tiền trực tuyến, thanh toán hóa đơn hàng hóa đang ngày càng tăng. Nắm bắt xu hướng này, hệ thống chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên địa bàn Thanh Hóa đã tập trung nâng cấp hạ tầng công nghệ và phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử, tạo thuận lợi trong giao dịch mọi lúc, mọi nơi cho khách hàng. Hệ thống máy CDM, ngân hàng tự động của Agribank có chức năng như một phòng giao dịch ngân hàng. Tại đây, khách hàng có thể sử dụng các dịch vụ như rút tiền, chuyển tiền, thu tiền mặt vào tài khoản, mở tài khoản gửi tiền tiết kiệm trực tuyến. Đặc biệt, hệ thống hoạt động 24/24 giờ hàng ngày, do đó khách hàng có thể thực hiện các giao dịch bất cứ thời gian nào mà không phải đến ngân hàng. Sao cây chuyển tiền như này thì chị thấy rất là thuận lợi, rất là nhanh, không phải vào quầy phải chờ đợi, hạn chế được tiếp xúc với nhiều người. Đến nay, Agribank đã phát triển trên 200 sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử như Agribank e-mobile banking, Agribank Internet Banking, Bank Plus. Ngoài ra, ngân hàng còn mở rộng dịch vụ thanh toán trực tuyến các loại phí như tiền điện, cước viễn thông, mua hàng hóa, vé máy bay trên nền tảng máy tính, điện thoại di động có kết nối Internet một cách thuận tiện. Sau khi sử dụng phần mềm này thì mình được chuyển khoản, chuyển tiền trực tiếp trên điện thoại luôn. Ngoài ra thì tiền nhà, tiền điện, tiền nước thì là mình được thanh toán trực tiếp luôn ở trên phần mềm. Đấy. Thì rất là thuận tiện cho những cái người mà công việc bận bịu như mình. Agribank chi nhánh Bắc Thanh Hóa đã chủ động nâng cấp cái hệ thống công nghệ thông tin, phát triển cái hệ thống máy móc thiết bị như máy ATM, máy POS. Vấn đề thứ hai là tập trung đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ nhân viên nghiệp vụ, từ đó tăng khả năng tư vấn, hướng dẫn và giải thích cho khách hàng để sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, tăng cường và nâng cao tính bảo mật và xác thực thông qua vân tay, khuôn mặt, nâng cao cái độ an toàn cho khách hàng trong quá trình giao dịch. Chỉ tính trong nửa đầu năm 2021, lượng khách hàng sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử của Agribank tại Thanh Hóa đã tăng 70% về lượng giao dịch và tăng khoảng 25% về giá trị giao dịch so với đầu năm. Cùng với việc thực hiện chủ trương đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt của chính phủ, các chi nhánh ngân hàng Agribank tại Thanh Hóa sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử trên địa bàn Thanh Hóa. Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện, đến nay, giai đoạn 1 dự án thủy lợi vùng 3 huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đã cơ bản hoàn thành. Đây được ví như dự án nghiêng đồng đổ nước ra sông. Bởi sau khi dự án được đưa vào sử dụng, tình trạng ngập úng khi có mưa lớn của khu vực sâu trũng nhất huyện Nông Cống sẽ cơ bản được giải quyết. Xã Thăng Long được xem là rốn nước của huyện Nông Cống. Mỗi khi có mưa lớn, nước đổ dồn về đây trước khi tiêu qua sông Chuối. Mỗi khi mưa từ 100mm trở lên là 570 hectare đất canh tác và khoảng 500 hộ dân thuộc 3 thôn của xã Thăng Long lại bị ngập úng trong nhiều ngày.
là xã thuần nông, nhưng từ trước đến nay, xã Thăng Long chỉ cấy được một vụ ăn chắc. Vụ còn lại bấp bênh do thường xuyên xảy ra tình trạng ngập lụt. Dự án thủy lợi vùng 3 nông cống giai đoạn 1 hoàn thành và đưa vào khai thác được kỳ vọng sẽ cải thiện cơ bản tình trạng ngập lụt tại đây. Đối với lại cái công trình thủy lợi vùng 3 thì đi qua đối với địa bàn Thăng Long thì là khoảng trên 5 cây số. Thì sau khi mà công trình hoàn thành thì đối với lại là cái vùng của Thăng Long là sẽ không bị ngập úng và các cái điểm dân cư thì là không bị ngập úng như trước đây. Và đối với sản xuất thì là cái điều kiện sản xuất sẽ là có cái ổn định và nó phát triển hơn. Dự án thủy lợi vùng 3 nông cống giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư trên 400 tỷ đồng, bao gồm 30 tiêu chính, 4 trạm bơm lớn, các cầu bắc qua sông, kênh tiêu, các công trình hoàn trả. Giai đoạn 1 của dự án đã cơ bản hoàn thành với tổng khối lượng đạt trên 90%. Tất cả các hạng mục công trình đã sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ tiêu thoát nước trong mùa mưa bão năm nay. Các nhà đầu tư đang tổ chức thi công một số hạng mục công trình bổ sung và công trình hoàn trả. Dự kiến đến hết tháng 9 năm nay, toàn bộ các hạng mục của giai đoạn 1 dự án sẽ hoàn thành. Tổ chức thi công vào thời điểm này là phải tránh mưa lũ, phải làm vào 3K vào đêm và cố gắng đấy. Công trình sẽ thực hiện theo đúng cái hợp đồng đã ký là từ nay đến 30 tháng 9 là sẽ hoàn thành. Khối lượng công việc thì đến nay đã đạt được 90%. Toàn bộ vùng 3 của huyện Nông Cống là vùng sâu trũng, thường xuyên bị ngập lụt nếu mưa tập trung từ 100mm trở lên. Nhưng trước đây, việc tiêu thoát nước hoàn toàn tự nhiên, không có sự hỗ trợ của các công trình thủy lợi. Hơn 3.000 hecta của 9 xã trong vùng chỉ gieo cấy được một vụ lúa ăn chắc. Hàng nghìn hộ dân thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ ngập lụt. Giai đoạn 1 dự án thủy lợi vùng 3 được đưa vào vận hành sẽ là điều kiện quan trọng để huyện Nông Cống nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng khi có thể chủ động tưới tiêu. Dự án hoàn thành thì nó sẽ giúp cho khoảng hơn 3.000 hecta lúa trước khi cấy một vụ, bây giờ sang hai vụ. Và tạo điều kiện rất thuận lợi cho huyện chỉ đạo công tác cái tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhất là chuyển đổi cơ cấu cây trồng và sản xuất với một cái quy mô nó lớn hơn. Đánh giá hiệu quả của dự án thủy lợi vùng 3 huyện Nông Cống giai đoạn 1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chấp thuận đầu tư kinh phí trên 500 tỷ đồng để tiếp tục triển khai dự án. Dự kiến đến cuối năm 2022, các hạng mục của giai đoạn 2 sẽ chính thức được triển khai. Mục tiêu là giải quyết tình trạng ngập úng và chủ động tưới tiêu cho toàn bộ các xã thị trấn của huyện Nông Cống nằm phía nam quốc lộ 45. Mới đây, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Metro Quốc tế, Công ty trách nhiệm hữu hạn Viện Nghiên cứu Công nghệ Nước sạch Minh Anh triển khai chương trình trao tặng hỗ trợ lắp đặt sử dụng máy lọc nước RO Aqua cho Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố và các xã, phường, thị trấn. Để khắc phục tình trạng nguồn nước bị ô nhiễm, cải thiện điều kiện sống, nhất là các vùng nông thôn thường sử dụng nước giếng khoan trong sinh hoạt hàng ngày, Công ty trách nhiệm hữu hạn Viện Nghiên cứu Công nghệ Nước sạch Minh Anh có kế hoạch trao tặng hỗ trợ lắp đặt, hướng dẫn sử dụng máy lọc nước sạch cho các huyện, xã trên địa bàn tỉnh. Trong giai đoạn 1, công ty trao tặng hơn 600 máy lọc nước RO Aqua cho 553 hội nông dân các xã, phường, thị trấn và 27 đơn vị hội nông dân cấp huyện, thị xã, thành phố với tổng giá trị hơn 3,6 tỷ đồng. Đây là loại máy lọc nước thế hệ mới, áp dụng công nghệ tiên tiến, có khả năng loại bỏ vi khuẩn, nước nhiễm phèn và một số tạp chất độc hại, kim loại nặng như thạch tín, thủy ngân, đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015. Nguồn nước sau khi lọc được dùng uống trực tiếp với chất lượng tốt. Giai đoạn 2, công ty sẽ hỗ trợ 50% giá trị của mỗi máy cho hội viên nông dân và nhân dân khi lắp đặt. Giai đoạn 3 sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng một máy và thanh toán theo hình thức trả góp. Ngoài hỗ trợ máy lọc nước, công ty còn tổ chức tập huấn và bảo dưỡng, sửa chữa miễn phí máy lọc nước cho người dân. Sau đây là những tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Nghi Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Thị Hoài ở xã Cát Sơn về hành vi đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Từ tháng 8 năm 2020 đến nay, Hoài đã tổ chức một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề và có biểu hiện hoạt động tín dụng đen trên địa bàn xã Cát Sơn, thị xã Nghi Sơn, gây nhức nhối trong quần chúng nhân dân. Công an thị xã Nghi Sơn đã thu giữ tang vật trên 20 hợp đồng cho vay lãi nặng tương đương với lãi suất trên 150% một năm, với tổng số tiền gốc là gần 500 triệu đồng. Công an huyện Như Xuân vừa bắt giữ hai đối tượng Đinh Chí Hiếu và Trương Thị Tịnh Tâm đều ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn thông báo trúng thưởng trên các trang mạng xã hội. Cụ thể, Hiếu và Tâm đã lừa đảo chị Hát ở xã Bãi Trành, huyện Như Xuân 67 triệu đồng.
Từ đầu năm 2021 đến khi bị bắt đã gây ra hàng chục vụ lừa đảo trên toàn quốc với tổng số tiền trên 400 triệu đồng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng, công an huyện Như Xuân đã thu giữ 3 điện thoại di động, 2 thẻ ATM, một máy vi tính và nhiều tài liệu khác có liên quan. Công an huyện Như Xuân yêu cầu các bị hại của hai đối tượng trên đến công an huyện Như Xuân gặp điều tra viên Nguyễn Khánh Toàn, số điện thoại 0982 844 599 để được giải quyết. Chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.